xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch thị xã nghi sơn trong chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây đồng chí mai sĩ lân ủy viên ban thường vụ thị ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của tổ đảm bảo an ninh trật tự cứu nạn cứu hộ tại khu du lịch biển hải hòa thời gian qua triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới phường nguyên bình và phường ninh hải tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Bộ Phường. Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn không để lây lan bùng phát bệnh bạch hầu. Phóng sự Đảng Bộ Phường Nguyên Bình, 70 năm xây dựng và phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 7, tại Ban Xúc Tiến Đầu Tư, khu du lịch biển Hải Hòa, Tổ đảm bảo an ninh trật tự cứu nạn cứu hộ tại khu du lịch biển Hải Hòa, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của tổ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, chủ trì hội nghị. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu du lịch biển, giao quân đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải khu du lịch biển Hải Hòa, phục vụ du lịch biển năm 2024. Thời gian qua, Tổ đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ tại khu du lịch biển Hải Hòa đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ phụ trách từng nội dung công việc, tập trung vào công tác tuyên truyền, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, kiểm tra trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường khu bãi tắm, triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự cho chuỗi các hoạt động trong thời gian diễn ra lễ khai trương du lịch biển năm 2024. Các thành viên của tổ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tại khu du lịch huy động cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong khu du lịch tổ chức lực lượng thường trực truyền thanh tại ban xúc tiến thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh cho thuê phao bán nước dọc tuyến mép nước chấp hành đảm bảo các quy định của khu du lịch phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành thị xã kiểm tra việc buôn bán hải sản của các hộ kinh doanh buôn bán về việc cần đúng cần đủ cho khách thường xuyên tuần tra kiểm tra nghiêm cấm các hành vi buôn bán dọc tuyến đường CC3, bán hàng ăn ở tuyến mép nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân tồn tại hạn chế và hướng khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh, việc cấm hoạt động xe điện tại khu du lịch đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại tham quan của du khách. Sự phối hợp của các lực lượng trong tổ chưa đồng bộ nên việc xử lý các vị trí đậu đỗ xe tại tuyến đường CC3 chưa được xử lý triệt đề, vẫn còn tình trạng bảo kê trong xe, tình trạng bán hàng dưới bãi biển, trên vỉa hè, tình trạng tổ chức ăn uống tự do so tại bãi biển vẫn còn diễn ra. Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, đánh giá cao kết quả hoạt động của Tổ đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ tại khu du lịch biển Hải Hòa, nhất là các lực lượng thường trực, đảm bảo tốt, an toàn cho du khách, nâng cao hình ảnh của thị xã và được du khách nhân dân đánh giá cao. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tổ đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ tại khu du lịch biển Hải Hòa tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại trong hoạt động của tổ thời gian qua. Đồng chí đề nghị các thành viên trong tổ tăng cường công tác tuyên truyền để du khách và người dân đậu xe đúng nơi quy định, không đậu xe dưới lòng đường CC3, không đậu xe trên vỉa hè, không tổ chức ăn uống dưới biển và cần nhanh chóng di chuyển chữa cá ra phía bắc biển Hải Hòa. Đốc thúc công ty vệ sinh môi trường thu gom vận chuyển rác thải ra khỏi khu du lịch tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới mỹ quan khu du lịch chấn chỉnh hoạt động mô tô nước tránh tình trạng chạy luồn lách phóng nhanh trong khu vực tắm của du khách lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm tại những nơi hay xảy ra đuối nước nơi có lường lạch xoáy nước các lực lượng chức năng trong tổ tăng cường công tác kiểm tra tình trạng bán hàng chặt chém giá gây dư luận xấu ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của khu du lịch đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đề nghị từng thành viên trong tổ tiếp tục nâng cao trách nhiệm quyết liệt hơn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng khu du lịch hài hòa, ngày càng an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong lòng du khách và nhân dân. Đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2024, tới sự có đại diện Ban dân vận thị ủy, các đoàn thể chính trị xã hội thị xã, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí, hoạt động, nhưng với sự tin tưởng phấn khởi vào những thành công trong cuộc đổi mới đất nước, cán bộ hội cựu thanh niên sung phong từ thị xã đến cơ sở đã không ngừng nỗ lực cố gắng để đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hội thường xuyên duy trì nội dung sinh hoạt đảm bảo tại các hội cơ sở. Công tác nghĩa tình đồng đội luôn được hội xác định là một nhiệm vụ quan trọng, ý nghĩa. Nhân dịp Tết cổ truyền, ngày truyền thống của hội và dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Cựu Thanh niên xung phong thị xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức thăm hỏi và trao tặng nhiều xuất quà cho các đối tượng chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện và khuyến khích cho hội viên đi thăm lại các chiến trường xưa, những địa danh lịch sử để ôn lại và phát huy truyền thống tự hào của lực lượng thanh niên xung phong. Công tác gây quỹ đồng đội được phát động tích cực, đến nay quỹ hội trong toàn thị xã được gần 3 tỷ 800 triệu đồng. Các xã phường có quỹ hội cao là Hải Bình, Hải Thanh, Thanh Sơn, Hải Nhân. Bên cạnh đó, thì hội cựu thanh niên xung phong thị xã cũng tiến hành giả soát, hoàn thiện về mặt hồ sơ cho 8 hội viên hưởng chế độ. Đến nay, trong toàn thị xã đã hoàn thành cơ bản chế độ cho cựu thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến, đề nghị tặng huân chương cựu thanh niên xung phong vẻ vàng cho 6 hội viên. Tiếp tục chỉ đạo hội viên cơ sở tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cũng tại hội nghị, Hội Cựu thanh niên thị xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch vận động xây dựng nhà nghĩa tình đến các hội cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, Mới đây, phường Mai Lâm đã tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024 về cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sở kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2024. Tham sự hội nghị có các đồng chí thường vụ đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ phường và gần 200 đảng viên của các tri bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Cao Văn Thành, thị ủy viên, bí thư đảng ủy phường Mai Lâm, quán triệt và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân trên địa bàn phường đây là những nội dung cốt lõi cơ bản trong tư tưởng hồ chí minh góp phần tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới đồng thời cũng là giải pháp quan trọng cấp bách trong xây dựng đảng nhà nước hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay trong đó đề cao ý nghĩa lý luận thực tiễn và một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân trên địa bàn cũng như gắn việc học tập nội dung chuyên đề năm 2024 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường và từng cơ quan đơn vị trên địa bàn phường. Trong nội dung chương trình hội nghị, các đại biểu cũng đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm năm 2024 với tinh thần tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của phường Mai Lâm tiếp tục ổn định và phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, tiêu thụ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ phát triển khá. Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân là 233 ha bằng 106% kế hoạch. Năng suất cây lúa bình quân đạt 61 tạ trên hecta, cây lạc 22 tạ trên hecta. Tổng sản so lượng lương thực có hạt đạt gần 1.100 tấn. Chăn nuôi ổn định về tổng đàn và mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Hoạt động dịch vụ thương mại được duy trì đã thành lập mới được 8 doanh nghiệp bằng 100% kế hoạch thị xã giao. Công tác xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được cấp ủy chính quyền và nhân dân xác định là mục tiêu để từng bước có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng. Duy trì tốt công tác, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và tăng cường giám sát các công trình đang xây dựng. Làm tốt công tác phối kết hợp với Ban Giải phóng Mặt bằng Thị xã các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan để giả soát, xét duyệt, kiểm kê thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn của quê hương đất nước được tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn phường công tác quốc phòng và tình hình an ninh được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, hoàn thành nhiệm vụ giao quân huấn luyện dân quân năm 2024. Ban chấp hành đảng bộ, ban chấp hành các trị ủy đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo, giữ nghiêm kỷ luật kỳ cương, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế quy định của cấp trên và của phường, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng của đảng viên, cán bộ và tầng lớp nhân dân để thực hiện thành công việc lấy ý kiến cử tri, Tán thành chủ trương điều chỉnh diện tích đất tự nhiên của phường Tĩnh Hải và xã Hải Yến vào phường Mai Lâm. Những kết quả mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Mai Lâm đạt được trong 6 tháng đầu năm là tiền đề quan trọng để tạo đà cho việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm năm 2024, góp phần xây dựng thành công đô thị văn minh. Cũng tại hội nghị Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường Mai Lâm đã xây dựng phương án triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024 và 2025. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập tri bộ Nguyên Bình, tiền thân của Đảng Bộ Phường Nguyên Bình, 20 tháng 7 năm 1954, 20 tháng 7 năm 2024. Sáng ngày 13 tháng 7, lãnh đạo Đảng ủy chính quyền phường Nguyên Bình đã tới thắp hương cho các đồng chí nguyên là bí thư tri bộ, đảng bộ qua các thời kỳ đã mất. Tại những nơi đến, các đồng chí trong đoàn đã thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối đã công hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, lãnh đạo thực hiện công cuộc phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Nguyên Bình là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập và noi theo. Sáng cùng ngày, Phường Nguyên Bình tổ chức giải bóng truyền chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Bộ Phường Nguyên Bình và đón nhận danh hiệu Phường Đạt Chuẩn Đô Thị Văn Minh. Sự khai mạc có lãnh đạo cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị tổ dân phố trên địa bàn phường. Tham gia giải bóng truyền hơi nam nữ, hai nam ba nữ, Phường Nguyên Bình có 12 đội bóng, gồm 10 đội đến từ 10 tổ dân phố, một đội đến từ 3 trường học và trạm y tế, một đội đến từ công đoàn và công an Phường Nguyên Bình. Các đội được chia thành hai bảng A và B, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn đội có thành tích xuất sắc vào thi đấu bán kết và chung kết. Giải bóng truyền hơi nam nữ là hoạt động thiết thực để Phường Nguyên Bình đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao. Theo gương Bắc Hồ Vĩ Đại, đồng thời thi đua lập thành tích xuất sắc Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ phường Nguyên Bình, 20 tháng 7 năm 1954, 20 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 14 tháng 7, phường Ninh Hải tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ Đảng xã Ninh Hải, tiền thân của Đảng bộ phường Ninh Hải ngày nay. 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024 và ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tham dự hội thi có lãnh đạo cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn phường. Hội thi có sự tham gia của trên 350 diễn viên không chuyên đến từ 6 tổ dân phố và 3 nhà trường, gồm trường Trung học cơ sở trường tiểu học và mầm non với 15 tiết mục hát, múa, ca ngợi đảng quang vinh bác hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, cùng những ca khúc ca ngợi về người lính, tái hiện những năm tháng chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ, vất vả, nhưng cũng rất đỗi tự hào của quân và dân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hầu hết, các tiết mục được đầu tư giản dựng công phu. Hội thi văn nghệ là hoạt động thiết thực của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Ninh Hải. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập tri bộ đảng xã Ninh Hải, tiền thân của Đảng Bộ phường Ninh Hải ngày nay. 79 năm, cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024 và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 đồng thời tạo điều kiện giao lưu thắt chặt tình đoàn kết Giữa các tổ dân phố, các đơn vị thúc đẩy các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn phường ngày một phát triển. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 68 chỉ đạo các bộ ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông Tấn Xã Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công điện nêu rõ, bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan qua đường hô hấp, có thể dẫn đến tử vong. Bệnh được phòng bằng vaccine, điều trị khỏi nếu phát hiện kịp thời. Thời gian qua đã phát hiện một số trường hợp mắc bệnh, trong đó đã có trường hợp tử vong. Nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn không để lây lan, bùng phát bệnh bạch hầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu, chủ động công tác giám sát phát hiện, xử lý sớm ổ dịch, tổ chức tiêm chủng vaccine, điều trị để bảo vệ tốt nhất sức khỏe tính mạng của người bệnh, tổ chức tập huấn đào tạo nâng cao năng lực trong giám sát, chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh, bảo đảm môi trường thông thoáng sạch sẽ, tổ chức theo dõi sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên và thông báo ngay cho các cơ sở y tế khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để được cách ly xử lý kịp thời. Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu theo khuyến cáo của ngành y tế, hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu mắc bệnh phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, tổ chức tiêm chủng vaccine phòng bệnh bạch hầu cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là tại các địa bàn có lưu hành bệnh hoặc nơi có tỷ lệ tiêm chủng, phòng bệnh bạch hầu thấp. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh để xử lý triệt đề ổ dịch, điều trị kịp thời và thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, bảo đảm hậu cần thuốc, vaccine, thiết bị, vật tư, hóa chất, phục vụ công tác phòng chống bệnh bạch hầu theo phương châm 4 tại chỗ, tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống bệnh bạch hầu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu, thông tin đầy đủ trung thực về tình hình dịch bệnh. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trực tiếp theo dõi chỉ đạo việc thực hiện công điện này văn phòng chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với bộ y tế theo dõi đôn đốc các bộ cơ quan liên quan và địa phương trong việc thực hiện công điện này kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện Công điện của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn điện, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường, các đơn vị y tế trên địa bàn thị xã thực hiện công điện số 840 ngày 9 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2024. Để chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa hè đặc biệt là dịch bệnh xuất xuất huyết năm 2024 trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghệ Sơn yêu cầu trưởng các phòng ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai thực hiện ngay các nội dung sau. 1. Trưởng các phòng ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong giai đoạn mùa hè, chỉ đạo tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý phụ trách. 2. Các đơn vị y tế trên địa bàn thị xã tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch tại cộng đồng và các cơ sở y tế thực hiện cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát dịch trong cộng đồng, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh Phối hợp chặt chẽ với các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur chủ động đánh giá nguy cơ, phân tích tình hình để kịp thời triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch và tổ chức các chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh theo quy định. Tăng cường triển khai tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an toàn hiệu quả. Giả soát tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, chưa tiêm đủ mũi, vận động các gia đình đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch và khuyến khích việc tiêm vaccine phòng bệnh đối với phụ nữ mang thai. Đảm bảo tổ chức thu dung cách ly điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng tử vong, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân, các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám chữa bệnh và cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ về các biện pháp phòng lây nhiễm cho bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi sinh hoạt, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè như đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, ăn chín, uống sôi, phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng, tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng bỏ gậy, các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải động nước với thông điệp, mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt lăng quăng bỏ gậy tại hộ gia đình. Thực hiện thông thoáng nơi ở nơi làm việc và khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Xây dựng các sản phẩm thông điệp truyền thông về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương và tổ chức bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố, thôn bản, họp dân, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, tờ rơi, loa đài phát thanh, báo chí, truyền hình. Giả soát, đảm bảo sẵn sàng công tác hậu cần thuốc, thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức tập huấn đào tạo nâng cao năng lực trong giám sát, phát hiện, điều tra người mắc bệnh, tác nhân gây bệnh, các biện pháp xử lý ổ dịch, hướng dẫn chuẩn đoán điều trị cấp cứu, hồi sức tích cực và chăm sóc người mắc bệnh. 3. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng bệnh đến các tầng lớp nhân dân. 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với ngành y tế, hướng dẫn và tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục nhất là các trường mầm non, nhóm trẻ, nhà trẻ, thực hiện tốt truyền thông học đường về phòng chống dịch bệnh và tiêm vaccine phòng bệnh và công tác y tế trường học để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. 5. Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành y tế, ngành nông nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã phường để triển khai các giải pháp phòng chống bệnh dài và các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu các phòng ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị và chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Khí thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ký, Mai Sĩ lần. Thưa quý vị và các bạn, nguyên bình là vùng đất có bề dày lịch sử truyền thống văn hóa và cách mạng đặc biệt nơi đây là quê hương của danh nhân văn hóa quân sự hoàng quốc công đào duy từ người được tôn là đệ nhất khai quốc công thần đã có nhiều công lao đóng góp trong sự nghiệp phát triển của lịch sử dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử từ khi những cư dân đầu tiên đến vùng đất này để mở đất dựng làng Trải qua các cuộc đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt, nhân dân nguyên mình đã hình thành nên truyền thống đoàn kết trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược và trong lao động sản xuất. Từ quá trình đó đã hôn đúc nên những đức tính tốt đẹp, đồng thời sáng tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần phong phú, góp phần tạo nên cốt cách của con người nơi đây. Cách đây 70 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1954 để phù hợp với tình hình và thực hiện chủ trương của cấp trên. Chi bộ Phạm Hồng Thái chia làm hai chi bộ là chi bộ Nguyên Bình và chi bộ Bình Minh. Chi bộ Đảng xã Nguyên Bình chính thức được thành lập với 120 đảng viên, sinh hoạt trong 8 tổ đảng ở 8 làng. Đây là tiền thân của Đảng bộ phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn ngày nay. Suốt chặng đường 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân phường Nguyễn Bình luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, lập nên nhiều thành tích vẻ vang trong các giai đoạn lịch sử. Đặc biệt trong giai đoạn gần đây, Đảng bộ phường Nguyễn Bình đã và đang khẳng định sức vươn mạnh mẽ, lãnh đạo thực hiện công cuộc xây dựng quê hương ngày càng sâu đẹp, xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, tiến tới phường kiểu mẫu. Sự ra đời của chi bộ xã Nguyên Bình là bước ngoặt quan trọng đối với phong trào cách mạng địa phương lúc bấy giờ và là tất yếu lịch sử khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay trong tháng 7 năm 1954, chi bộ xã Nguyên Bình tổ chức đại hội chi bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 1954-1955, đại hội đã đưa ra nghị quyết tập trung ổn định đời sống nhân dân, kiện toàn hệ thống chính trị địa phương. Đại hội bầu ban trị ủy khóa 1 gồm 7 đồng chí. Ban trị ủy bầu đồng chí Nguyễn Thị Đạm làm bí thư tri bộ, đồng chí Nguyễn Đình Tớn làm phó bí thư phụ trách chính quyền, đồng chí Đình Ngọc Khướn là ủy viên trực từ khi mới thành lập, trải qua muôn vàn khó khăn thử thách, dưới sự lãnh đạo của tri bộ đảng, nhân dân Nguyên Bình đã thực sự được hưởng một cuộc sống tự do trong một nước độc lập dưới chế độ dân chủ. Nguyên Bình từ vùng đất nghèo khó và những thân phận nô lệ đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước dưới sự lãnh đạo của đảng đã đoàn kết nhất tề đứng lên đấu tranh giành lại nền độc lập tự do cho quê hương, đất nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt Minh đã vận động đông đảo quân chúng tích cực tham gia tuần lễ vàng, tuần lễ đồng, công trái kháng chiến, hũ gạo nuôi quân, lập lang kháng chiến, tăng gia sản xuất, chống đói, chống nạn mù chữ, chống giặc ngoại xâm, được phát động thành phong trào quân chúng mạnh mẽ và rộng khắp từ sau năm 1954, hòa bình lập lại ở miền Bắc, tri bộ lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược lúc bấy giờ là tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tham gia đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tập trung vào cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thực hiện cải cách ruộng đất, người cày có ruộng, vận động nhân dân đi vào làm ăn tập thể, ban đầu là các tổ, đổi công quy mô thôn xóm về sau đã phát triển thành các hợp tác xã nông nghiệp xóm, liên xóm và hợp tác xã bậc cao toàn xã. Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tháng 2 năm 1961, Ban Thường vụ huyện ủy tỉnh Gia đã ra quyết định công nhận tri bộ xã Nguyên Bình là đảng bộ xã Nguyên Bình. Thời điểm này có 236 đảng viên được tổ chức thành 5 tri bộ, từ tri bộ trở thành đảng bộ là một bước tiến quan trọng thể hiện sự lớn mạnh không chỉ về lượng mà trước hết là sự trưởng thành về chất của hạt nhân lãnh đạo tạo đà cho phong trào cách mạng của xã ngày càng phát triển. Đồng chí Vũ Minh Khương, nguyên bí thư đảng ủy xã Nguyên Bình chia sẻ: Phải nói bằng sự cố gắng vươn lên, sự chịu thương chịu khổ của nhân dân Nguyên Bình và dưới sự lãnh đạo của đảng bộ. Thì cái thời kỳ từ năm 2000 đến năm 2010 phải nói cũng có nhiều cái khó khăn nhưng mà Nguyên Bình cũng đã vượt qua và cũng đã từng trải và đã đạt được nhiều cái hiệu quả rất tốt. Đời sống dân sinh Nguyên Bình được nâng lên những gia đình mà đói khổ thì như vậy là xóa nhà tranh tre giọt nát thì hàng năm vẫn theo tiêu chí là từng bước mà được xóa bỏ. Lại nói là hộ nghèo thì được giảm xuống rồi tiện nghi sinh hoạt nhà cửa của nhân dân là phải nói khang trang. Trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo bài học kinh nghiệm đối với Đảng bộ và nhân dân Nguyên Bình. Đó là liên tục thường xuyên biết phát huy cái cái truyền thống này và sáng tạo trong quá trình lao động và sản xuất. Cái thứ hai là Đảng bộ và nhân dân Nguyên Bình hết sức đoàn kết, tâm huyết với nhau. Phải nói trải qua các cái thời kỳ mới nhất là giai đoạn từ thời kỳ đổi mới cho đến nay và nhất là cái giai đoạn từ năm nay gần đây đây nữa bởi vì là gần đây đây nữa thì phải nói rằng là, là các đồng chí làm rất tốt và đến bây giờ nhìn lại cái đội ngũ là các đồng chí là à, trẻ này lãnh đạo của xã trẻ này rồi lại được học hành chất cơ bản và thực tiễn đã chứng minh rồi thì tôi tin tưởng rằng cái truyền thống của nguyên bình mãi mãi vững vàng được giữ gìn và phát huy tốt đẹp và tôi cũng mong muốn rằng các đồng chí sẽ thực hiện một cách cái truyền thống cho nó vẻ vang và nó tốt đẹp đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. 70 năm từ khi thành lập tri bộ Nguyên Bình đến nay, trải qua 32 kỳ đại hội, tri bộ, đảng bộ luôn xác định và quán triệt phương châm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đảng. Trên các lĩnh vực, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng luôn thực hiện nghiêm túc đúng theo quy định và hướng dẫn của cấp trên nên đã phát huy được sức mạnh, trí tuệ tập thể, đấu tranh loại bỏ những nhận thức, hành động lệch lạc, sai trái, coi trọng việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, Đảng Bộ Phường có 430 đảng viên sinh hoạt tại 15 tri bộ Hòa chung vào dòng chảy của công cuộc đổi mới đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ phường Nguyên Bình đang lãnh đạo nhân dân ra sức thực hiện các phong trào thi đua, đạt được nhiều thành tích kết quả quan trọng, tạo nên sự chuyển mình mạnh mẽ, xây dựng phường Nguyên Bình ngày càng phát triển giàu đẹp, góp phần cùng quê hương đất nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Năm 2000, xã được công nhận là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra, ngày 12 tháng 2 năm 2004, Đảng bộ và nhân dân phường Nguyên Bình vinh dự được đón đồng chí nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam về thăm. Đây là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn để Đảng bộ và nhân dân Nguyên Bình tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời kỳ mới đồng chí lê công xanh nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã nguyên bình cho biết. thì trong quá trình vận hành nghị quyết của đảng ủy cấp trên cũng như sau về về địa phương vận dụng à, sáng tạo cho sát thực thực tế của địa phương thì đời sống nhân dân ngày càng được à, nâng cao hiện nay là ngay cả cái vấn đề là tập trung cho học hành con cháu à, trường lớp rồi trong dạy và học rồi cơ sở vật chất đảm bảo cho con cháu học cơ bản nhất để để con cháu học thì nâng cao nhận thức à, trong vấn đề rồi về sau này con cháu phục vụ cho địa phương. Cái thứ hai là văn hóa xã hội. xưa thì chưa có cái đường nhựa nào cả. Thế nhưng mà đến bây giờ do cái tình hình chung như thế, đảng bộ cố gắng rồi tạo hết mọi điều kiện, chỉ đạo lãnh đạo các đảng viên của các chi bộ cơ sở tổ chức được xây dựng được đường giao thông Ngày nay là đường hầu hết là đường nhựa à, thuận lợi cho đưa nhân dân đi lại cho các đơn vị bạn thì cũng không thu kém gì dù là một cái đơn vị đông nhưng mà mà cái đảng bộ hay nói là chủ động được cái nội dung chủ động được cái việc thực tế của địa phương để rồi tạo hết cái mọi điều kiện để uh, hướng dẫn cũng như là để giải quyết những cái vấn đề cho nhân dân người ta cuộc sống được âm no và hạnh phúc phát huy thế mạnh của địa phương phường Nguyên Bình đã vận dụng thực hiện tốt chính sách kinh tế của đảng nhà nước tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên từng bước đổi mới phương thức điều hành và quản lý, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Tính đến cuối năm 2023, phường Nguyên Bình có dân số 11.800 người sinh sống tại 10 tổ dân phố, thu nhập bình quân 62 triệu đồng trên người trên năm. Đồng chí Tăng Thị Hường, bí thư tri bộ tổ dân phố Nổ Giáp 2, phường Nguyên Bình, năm nay đã 63 tuổi đời và gần 45 năm tuổi đảng. Với cương vị là người đứng đầu tổ dân phố, đồng chí luôn chủ động khắc phục khó khăn, dành nhiều thời gian bàn bạc, cùng cấp ủy xây dựng kế hoạch, làm việc, sát với tình hình, lắng nghe ý kiến góp ý của đảng viên và nhân dân để thực hiện tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao đồng chí cùng các tri hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Đồng chí Tăng Thị Hường, bí thư tri bộ tổ dân phố Nổ Sắp 2, phường Nguyên Bình cho biết. Đối với tri bộ tổ dân phố Nổ Sắp 2 đã có những cái nghị quyết chuyên đề về để thực hiện cái xây dựng đô thị văn minh, cũng như là xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu trong cái thời gian vừa qua thì đối với lại chi bộ thì cũng đã bàn bạc tới tất cả các đồng chí đảng viên thống nhất quan điểm và giải pháp để thực hiện bằng được cái nghị quyết là xây dựng đô thị văn minh cũng như là xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu thì đối với tổ dân phố nổ dấp 2 trong cái thời gian qua thì những cái tiêu chí đã đạt được như tiêu chí xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu thì đã được đạt được là đối với các cảnh quan môi trường đường xanh sáng xanh và sạch đẹp và số hộ gia đình được hưởng nước hợp vệ sinh là trăm phần và nước sạch là trên 70 còn các cháu trong độ tuổi đến trường thì đạt trăm phần và những cái gia đình văn hóa trong cái năm những năm qua thì đạt là từ 85 trở lên Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế cũng đạt được những thành tích quan trọng. Các trường học trên địa bàn đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đến năm 2023, trường Trung học cơ sở Đào Duy Từ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trường Tiểu học Nguyên Bình đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 3. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chú trọng, cơ sở vật chất được xây dựng khang trang, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao. Các hoạt động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên và có hiệu quả. Năm 2020, trạm y tế phường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2. Cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng và các thiết chế văn hóa đã có nhiều đổi mới. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, phường đang tập trung đẩy mạnh việc thực hiện phong trào hiến đất, hiến công trình để mở rộng đường giao thông xem đây là một cuộc cách mạng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thời kỳ đổi mới tạo nên một diện mạo đô thị xứng tầm nhiệm vụ quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo khối đại đoàn kết toàn dân ngày một được tăng cường tạo nên được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong các hoạt động thực tiễn đã xuất hiện những tấm gương cán bộ đảng viên công dân tiêu biểu điển hình công tác xây dựng đảng chính quyền và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực hệ thống chính trị từ cơ sở đảng bộ máy chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ phường đến các tổ dân phố luôn được củng cố kiện toàn thông qua cơ chế đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ đội ngũ đảng viên cán bộ công chức thường xuyên được bồi dưỡng đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ để thích ứng với yêu cầu đổi mới trong quản lý và điều hành đồng thời khơi dậy và phát huy được nội lực của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phát huy truyền thống 70 năm của đảng bộ, thế hệ trẻ phường Nguyên Bình, nguyện không ngừng học tập, sung kích tình nguyện, góp phần xây dựng phường Nguyên Bình, đạt chuẩn đô thị văn minh. Đồng chí Lê Văn Thức, bí thư đoàn phường Nguyên Bình cho biết. Phát huy truyền thống lịch sử 70 năm của Đảng bộ và quê hương Nguyên Bình anh hùng. Thế hệ trẻ phường Nguyên Bình hôm nay luôn ra sức rèn đức, luyện tài, không ngừng phấn đấu học tập, xung kích tình nguyện đi đầu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và công tác tuyên truyền giáo dục. Đặc biệt trong thời kỳ công nghệ số, đoàn thanh niên luôn đóng vai trò chủ đạo, tích cực hỗ trợ giúp đỡ người dân cập nhật thông tin kịp thời các hệ thống phần mềm chuyển đổi công nghệ số tích cực hoàn thiện đề án 06 của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền xây dựng phường Nguyên Bình đạt chuẩn đô thị văn minh với khẩu hiệu đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Nguyên Bình, từ vùng quê nghèo và lạc hậu năm xưa, giờ đã bừng lên diện mạo mới và đang tiếp tục phát triển theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ Phường lần thứ 32 với chủ đề Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Bộ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng phương nguyên bình, đạt chuẩn đô thị, văn minh. Nói về nhiệm vụ trọng tâm được Đảng Bộ Phương Nguyên Bình xác định trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Huy Trọng, thị ủy viên, Bí thư đảng bộ phường Nguyên Bình cho biết Hiện nay phường Nguyên Bình đã đạt các tiêu chí của phường đạt chuẩn đô thị văn minh Chúng tôi đã đặt ra định hướng phát triển Là phấn đấu năm 2026 đạt phường kiểu mẫu Năm 2030 có hệ thống kết cấu hạ à tầng đồng bộ và cơ bản hiện đại Năm 2045 là phường giàu đẹp, văn minh và hiện đại Xứng đáng là đô thị trung tâm, đô thị hạt nhân của khu vực trung tâm thành phố Nghị Sơn Và tuy còn có những khó khăn nhất định nhưng chúng tôi luôn phấn đấu để khẳng định rằng Nguyên Bình sẽ tiếp tục có những thành công mới, tiếp tục phát triển đi lên mạnh mẽ hơn nữa là nơi đáng lựa chọn để sinh sống, nơi người dân có chỉ số hài lòng cao, góp phần xứng đáng để xây dựng thị xã Nghi Sơn sớm trở thành đô thị động lực của tỉnh Thanh Hóa và cả nước. Truyền thống cách mạng và những kết quả đạt được trong suốt 70 năm qua sẽ là nền tảng, là động lực quan trọng để Đảng Bộ Phương Nguyên Bình tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh, đoàn kết, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm xây dựng phường Nguyên Bình phát triển toàn diện và bền vững hơn nữa trong giai đoạn tới. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Nghi Sơn thông báo truy tìm tung tích lai lịch nạn nhân. Truy tìm tung tích lai lịch người có đặc điểm nhận dạng như sau. Giới tính, nam giới khoảng 40 tuổi, chiều cao khoảng 1m67cm, thể tạng trung bình, màu da vàng, mái tóc đen, ngắn, tóc tốt, trang phục và các vật mang theo. Phía trên mặc áo phông dài tay màu đen, vùng ngực, áo trái có in dòng chữ sport màu trắng, gấu áo trái buộc thắt nút, phía dưới mặc quần đùi màu đen, hai bên ống quần kẻ sọc màu xanh trắng. Tại phần trước, ống quần trái có in dòng chữ sport màu đỏ. Đặc điểm riêng biệt khác, nạn nhân có sống mũi thẳng, dái tai trúc. Tại vị trí bắp chân phải, nạn nhân có xăm dòng chữ hận kẻ bạc tình. Mặt trước đùi phải, nạn nhân có xăm dòng chữ tự do. Các tổ chức cá nhân khi tìm thấy tung tích, lai lịch của nạn nhân có đặc điểm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Nghi Sơn, địa chỉ tiểu khu 5 phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, số điện thoại 02373 861003 hoặc điều tra viên thụ lý Mai Xuân Lợi thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Nghi Sơn, số điện thoại 0982 932 898. Phó thủ trưởng Trung tá Lê Huy Thắng. Trường Đại học FPT Tuyển sinh năm học 2024 các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Công nghệ truyền thông và các ngành ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc. Đặc biệt năm nay, trường Đại học FPT mở các chuyên ngành mới rất phù hợp với xu hướng thị trường nhân lực hiện tại như Thiết kế vi mạch bán dẫn, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quan hệ công chúng, Công nghệ ô tô số. Sinh viên tốt nghiệp trường Đại học FPT được tuyển dụng làm việc toàn cầu, có trong tay hai ngoại ngữ, vững chuyên môn, rộng mở tương lai. Thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có thể nộp hồ sơ bằng kết quả xếp hạng học bạ vào trường đại học FPT ngay hôm nay. Nộp hồ sơ sớm, nâng cao cơ hội trúng tuyển, học đúng chuyên ngành yêu thích. Gọi ngay tổng đài tuyển sinh theo số 0328 330088 hoặc truy cập vào website đại học.fpt.edu.vn Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất cao văn lâm biên tập văn tuấn kỹ thuật truyền dẫn phát sóng trung luyến cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại